Hai tướng Pháp nói gì sau khi bại trận tại Điện Biên Phủ? Quý vị và các bạn thân mến, năm 1954, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, đồng thời làm chấn động địa cầu, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Sau sự thất bại này, hai tướng Pháp là Eugène Navarre và de Castries đã nói điều gì? Hãy cùng với chân dung lịch sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Âm mưu và sự thất bại của Pháp. Điện Biên Phủ là một vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường Đông Dương và cả Đông Nam Á, nằm trên trục giao thông nối liền các miền biên giới của Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc. Điện Biên Phủ là một cánh đồng rộng lớn nhất, đông dân và giàu có nhất vùng Tây Bắc. Từ Điện Biên Phủ, quân Pháp có thể bảo vệ được Lào, rồi từ đó đánh chiếm lại các vùng đã mất ở Tây Bắc trong những năm 1952-1953 và tạo điều kiện thuận lợi để tiêu diệt các sư đoàn chủ lực của Việt Nam. Thấy rõ vị trí quan trọng đó của Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và không ngừng tăng thêm binh lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự, xây thêm nhiều công sự, đồn lũy và các loại vật tư khác. Được sự giúp đỡ của Mỹ về cố vấn, trang bị kỹ thuật, kinh tế, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương. Đến đầu tháng 3 năm 1954, quân địch tập trung tại Điện Biên Phủ lên đến 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 đơn vị pháo binh, 3 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đơn vị xe vận tải với 200 xe cùng 1 đơn vị không quân thuộc loại tinh nhuệ nhất ở Đông Dương. Được bố trí thành hệ thống phòng ngự mạnh, gồm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu. Với số quân đông, hỏa lực mạnh, công sự vững chắc, các tướng tá Pháp và Mỹ xác nhận đây là một tập đoàn cứ điểm đáng sợ, một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến đánh nhanh thắng nhanh. Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn bạc và phân tích rất kỹ để tìm ra được phương án thích hợp, huy động sức mạnh của toàn quốc, chi viện cho chiến dịch, đảm bảo chắc thắng. Người đã căn dặn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy kiêm Tư lệnh Mặt trận rằng: "Trận này chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh." Thực hiện khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cả nước dồn sức cho chiến trường Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng mãnh, vượt qua muôn vàn gian khổ, gan không núng, chí không mòn. Vào lúc 17:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta đã chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng de Castries cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Hai tướng Pháp nói gì sau bại trận tại Điện Biên Phủ? Sự thật là, hai tướng Eugène Navarre và de Castries đã phải cay đắng thừa nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục trước tài trí của quân và dân Việt Nam. Navarre, đối phương cao hơn chúng ta. Eugène Navarre, sinh năm 1898, mất năm 1983, là một danh tướng của nước Pháp. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông từng chỉ huy sư đoàn Constantin ở Algeria, tổng tham mưu trưởng lục quân khối NATO. Khi Navarre được cử làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương ngày 7 tháng 5 năm 1953 thay cho Raoul Salan nhằm tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho một cuộc đàm phán trên thế mạnh. Báo chí nước ngoài đã ca ngợi ông ta như một người có thể uốn nắn lại tình hình Đông Dương. Và vị tướng bốn sao cũng tuyên bố đầy tự tin: "Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy rõ chiến thắng ở Việt Nam, giống như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm." Chính Navarre là người quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành mồi nhử, dụ Việt Minh vào chiếc cối xay thịt của quân Pháp để tiêu diệt. Navarre quả quyết rằng quân đội Việt Minh sẽ không có khả năng vận chuyển các vũ khí hạng nặng cũng như tiếp tế hậu cần cho đội quân lớn tại một chiến trường xa xôi và hiểm trở như vậy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến lược đánh chắc tiến chắc, sử dụng chiến thuật hầm hào dần dần siết cổ quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Rõ ràng là các chỉ huy của chúng ta đã tự tin quá mức về quân đội của mình và sự vượt trội về vũ khí. Tướng Pháp Jacques Catroux thừa nhận trong hồi ký: "Navarre cầu cứu Mỹ khi nhận thấy bị xa lầy.
Mỹ đề xuất sử dụng một số vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó kế hoạch này đã bị dẹp bỏ. Mỹ còn đề xuất không kích để tiêu diệt quân đội tướng giáp. Nhưng Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight D. Eisenhower và Thủ tướng Anh Churchill từ chối can thiệp. Năm 1956, Nava nghỉ hưu. Năm 1979, Nava lại cho ra đời cuốn tự truyện Thời điểm của những sự thật. Cuốn sách đã nêu những nguyên nhân chủ yếu khiến cho nước Pháp bại trận tại Việt Nam. Trước hết, Nava thấy rõ trong khi cuộc chiến tranh của phía Việt Nam là cuộc chiến tranh tổng hợp và tổng lực, được người dân tham gia một cách toàn diện, thì đối với nước Pháp, chiến tranh Đông Dương là một cuộc chiến tranh nửa vời, không được dư luận quan tâm và ủng hộ. Trong khi nhân dân Việt Nam đồng tâm nhất trí chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, thì tâm trạng chung của giới chính khách cũng như tướng lĩnh ở Paris là nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc chiến, nhưng thoát ra như thế nào thì họ lại bất đồng. Quân đội của tướng Giáp được xây dựng theo một hình tháp nón, mà đáy của nó bám rễ sâu trong nhân dân. Tầng dưới của tháp là dân quân du kích, đối thủ vô hình chiến đấu tại chỗ, nơi nào cũng có. Tầng giữa là bộ đội địa phương, trình độ chiến đấu và trang bị ngày càng cải thiện. Đỉnh tháp là bộ đội chính quy, không bị giam chân giữa đất nên rất cơ động, là chủ bài đích thực của Việt Minh. Trong khi đó, quân Pháp, một bộ phận quan trọng không thể rút chân khỏi nhiệm vụ chiếm đóng, giữ đất, còn ưu thế về không quân, pháo binh và xe tăng chỉ phát huy đầy đủ uy lực trong một loại chiến tranh khác. Chưa hết, phía Pháp còn có quá nhiều mục tiêu để đối phương tấn công, trong khi đối phương hầu như không có một mục tiêu nào là rõ rệt cả. Tướng Eugène Nava thừa nhận, phía Pháp chưa bao giờ đánh giá đúng giá trị đích thực của cái ưu thế quyết định, ưu thế có được do chế độ của Việt Nam so với chế độ của Pháp. Trên mọi phương diện, sự kết hợp giữa chính trị, quân sự đã được Việt Minh tiến hành với một sự khéo léo bậc thầy. Đối phương tất cả đều luôn luôn cao hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Từ Castries, tôi hân hạnh được làm kẻ chiến bại của tướng Giáp. Đại tá Christian de Castries được chọn làm tư lệnh cứ điểm Điện Biên Phủ, chủ yếu nhờ lý lịch tham chiến ấn tượng trong Thế chiến II. Có người hỏi Nava vì sao lại trao quyền chỉ huy Điện Biên Phủ cho một viên đại tá thay vì là một viên tướng. Nava đã trả lời, cả tôi lẫn tướng Cockney đều không trông lon mà xét người, nên cũng chẳng sùng bái gì lắm mấy ngôi sao cấp tướng. Tôi khẳng định trong số các chỉ huy được lựa chọn, không ai có thể làm giỏi hơn Castries. Cũng như Nava, de Castries hoàn toàn tin tưởng vào một thắng lợi quyết định trước quân đội Việt Nam tại trận chiến Điện Biên Phủ. Castries nói với Guillain, đặc phái viên của báo Le Monde, Việt Minh chịu xuống lòng chảo thì chúng tôi tóm được chúng rồi. Rất chủ quan về tính bất khả xâm phạm của Điện Biên Phủ, de Castries cho máy bay dài truyền đơn khiêu khích, thách thức quân ta tấn công. Một tuần trước khi quân ta nổ súng mở màn chiến dịch, Nava định bổ sung cho Điện Biên Phủ 3 tiểu đoàn để tăng cường phòng thủ, song de Castries đã khước từ. Đến giữa tháng 4 năm 1954, khi đã mất sân bay Mường Thanh và vòng vây ngày một bị quân ta siết chặt, thì thái độ của de Castries đã chuyển từ chủ quan, hung hăng sang hoảng hốt. Chiếc mũ calo đỏ và cây gậy bị bỏ quên. Thay vì đi kiểm tra và đốc chiến, thì suốt ngày ông ta ngồi lì trong hầm sở chỉ huy chất đầy các bao cát dày tới 3 mét, gào thét vào điện thoại về tình cảnh bi đát của con nhím và yêu cầu tăng viện cứu nguy. Sự kiện tướng de Castries bị bắt sống ngay tại căn hầm của mình ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đánh dấu sự thảm bại của quân Pháp trong cuộc chiến ở Đông Dương. Tạp chí Paris Match số 268 ra ngày tháng 5 năm 1954 đã ra số đặc biệt về viên tướng Pháp chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chạy với tít lớn. Le convoi et la gloire du général de Castries et de Corse de Điện Biên Phủ. Tạm dịch, Điện Biên Phủ, nỗi đau và vinh quang của tướng de Castries. Sau này, khi nhắc tới trận chiến Điện Biên Phủ, tướng de Castries không giấu sự thán phục tài cầm quân của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy du kích. Ông ấy cũng giỏi về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Qua trận Điện Biên Phủ, tôi thấy tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích, mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng và cả về nghi binh đánh lừa tình báo đối phương. De Castries phải thốt lên. Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là không biết tướng Võ Nguyên Giáp đã tốt nghiệp từ những trường, học viện võ bị cao cấp nào. De Castries thừa nhận, ông chỉ huy những chiến dịch tưởng chừng không thể thắng, đưa ra những quyết định mà có lẽ không một vị tướng nào dám thực hiện. Đặc biệt, tướng Giáp rất giỏi khi tổ chức, bố trí những trận đánh du kích lấy ít địch nhiều. De Castries bộc bạch, sự kiện tướng Giáp thắng chúng tôi ở Điện Biên Phủ làm chúng tôi ngạc nhiên về tài năng của ông ấy. Chúng tôi biết
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trí thức và là một giáo sư đã từng dạy học ở Hà Nội. Nhưng không phải nguồn kiến thức nào cũng biến thành trí thức quân sự, không phải người trí thức nào cũng biến thành vị tướng giỏi. Tôi thừa nhận, tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã đành, mà còn hơn cả tướng Cockney và tướng Nava. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông. Tướng Marcel Bigard, một sĩ quan dù dày dạn chinh chiến cũng từng tham gia chỉ huy quân đội Pháp trong trận Điện Biên Phủ, bị bắt làm tù binh và rời Đông Dương vào tháng 9 năm 1954. Bigard sau đó tiếp tục chiến đấu trên nhiều chiến trường châu Phi, trở thành anh hùng lập nhiều chiến công và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Pháp giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1976. Tướng Bigard cũng phải thừa nhận tài năng của người từng đánh bại mình trên chiến trường. Tướng Bigard cho rằng thảm bại Điện Biên Phủ là do lỗi của một bộ tổng tham mưu bất tài và những quyết định chính trị xa rời thực tế. Ông thường bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính phục đối thủ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong cuốn hồi ký Pour une parcelle de gloire, vì chút đỉnh vinh quang, tướng Bigard đánh giá: tướng Giáp đã thua điểm đôi khi, thậm chí đo ván, nhưng ông luôn luôn rút ra bài học, giành lại ưu thế để đến chung cuộc trở thành một tướng lĩnh không ai bì kịp. Sau khi đã canh tân, đã chỉ huy trong một phần tư thế kỷ cuộc chiến với người Pháp, người Mỹ. Xin ngả mũ chào ông Giáp. Ông Giáp đã lãnh đạo quân đội nước Việt Nam giành được chiến thắng trong một thời hạn thật đặc biệt, kéo dài suốt 30 năm. Đó là một kỳ tích chưa từng thấy. Không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Năm 1993, khi sang thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, tướng Bigard đã thốt lên: hồi ấy nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh. Trước khi mất, tướng Bigard còn bày tỏ nguyện vọng được xác cho cốt của mình tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ, tinh thần bất diệt của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh nội lực cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Còn bạn, bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.